Tiếp theo em gửi tới toàn thể các bác mẫu xe này nữa. Mẫu xe sedan 2 đầu số tự động và được nhập khẩu nguyên con nguyên chiếc từ đất nước Hàn Quốc về Việt Nam các bác nhá. Với thiết kế phần form dáng nhìn rất đẹp mắt luôn. Đấy, trang bị thì lại nhiều đồ chơi nữa, rất nhiều đồ chơi luôn các bác nhá, rất nhiều. Ví dụ như bên ngoài đây thì các bác thấy là một dàn lốp vừa mới thay xong và vừa mới chạy được có 100 km thôi. Lốp này vừa mới chạy được có tầm 100 km thôi các bác nhá. Lốp còn rất là dày luôn. Nội thất đồ nhựa, đồ da bên trong của xe còn rất là tươi, sáng, sạch sẽ. Máy số đại chất luôn. Xe được nhập khẩu nguyên con nguyên chiếc cho nên là chạy cũng rất là đầm chắc, chạy cũng rất là bốc khỏe các bác nhá. Nội thất của chiếc xe trang bị là màu đen và là màu kem. Đấy, các bác có thể là nhìn thấy qua cái clip của bên em. Và đã có một cái màn hình Android loại to loại lớn rồi các bác ạ. Và gương kính điều chỉnh điện được nằm toàn bộ ở đây. Và có thảm trải sàn 5D kia rồi. Đấy, và có hộp gỗ cũng đã được lắp thêm ở đây rồi. Đấy, và đây là tần số tự động của chiếc xe các bác nhá. Và đây là màn hình của chiếc xe. Và chiếc này thì cũng đã được lên một đôi khóa khiển đây các bác nhìn này. Đấy, một đôi khóa khiển luôn đây rồi này các bác này. Vô lăng tích hợp những cái phím điều khiển thì các bác có thể nhìn thấy hai bên đây. Thu khiên toàn nằm ở giữa, bên kia cũng có thu khiên toàn nữa các bác nhá. Và vô lăng của xe do đi không nhiều cho nên là vô lăng của xe vẫn còn đẹp. Đây, da của vô lăng các bác nhìn xem vẫn còn rất là ok luôn này. Đấy, khá là ok luôn này. Máy 1.6 thôi, nhiên liệu đang quanh tầm khoảng là trên dưới 6-7 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Dòng xe mang tên là Kia Forte, nhập khẩu nguyên con Hàn Quốc. Máy 1.6 đời 2009 các bác nhá. Đấy là thông tin của chiếc xe. Bác nào mà mình đang quan tâm đến dòng xe này đang có tầm tiền là trên 200 triệu đồng, đang muốn mua một chiếc xe ăn chắc mặc bền, bền bỉ, đi tiết kiệm nhiên liệu, đi chắc, đi sướng, các bác mình chốt ngay. Đấy, múc luôn chiếc xe này về dùng cho gia đình mình các bác nhá. Con này của em biển Hà Nội và biển rất đẹp luôn. Biển 56789 luôn. Biển cực đẹp các bác nhá. Rất đẹp đấy ạ. Biển 30E. Vâng, 30E các bác nhá. Và đây là phần nước sơn, phần đầu của chiếc xe các bác nhìn xem, sơn xi rất sáng bóng sạch sẽ. Tôn vỏ khung sườn của những dòng xe nhập khẩu này thì nó sẽ dày, cứng chắc hơn những dòng xe của Việt Nam lắp ráp các bác nhá. Đăng kiểm của xe thì cũng vừa mới khám xong các bác nhá. Tháng 9 năm 2023 mới hết cơ. Và những dòng xe ô tô cũ bây giờ các bác biết là đăng kiểm đã có sự thay đổi rất là to lớn. Đấy là những chiếc xe mà 2004, 2005 vẫn đăng kiểm được một năm một lần các bác nhá. Vẫn đăng kiểm một năm một lần luôn. Đã có sự thay đổi về cái lĩnh vực đăng kiểm rồi các bác ạ. Những chiếc xe mà qua 20 năm sử dụng thì mới xuống còn là 6 tháng. Còn thì những chiếc xe mà 20 năm trở về đây các bác nhá. Đấy, có nghĩa đã dùng được 20 năm. Kể cả 19 năm các bác vẫn đăng kiểm được 1 năm. Các bác dùng con xe đi dùng được 20 năm rồi vẫn đăng kiểm được 1 năm bình thường các bác nhá. Đấy, hay như vậy. Đây là phía sau, chiếc xe mới form dáng là sedan 2 đầu, cốp sau nó rất là to và rộng rãi. Và phía sau thì các bác thấy có những mắt cảm biến chống va chạm được nằm khu vực phía sau này. Và các bác thấy thì có lipo nhìn chiếc xe tăng cái độ dáng chiếc xe lên rất là nhiều, rất là cao đúng không ạ? Đấy, la ra lúc 5 chấu kép nguyên bản các bác nhá, phanh đĩa, phanh ABS. Nội thất như là ghế là da này. Đấy, và tắp nô kết hợp da và nhựa. Còn tắp ly cũng vậy. Và các bác nhìn luôn cho em khu vực nội thất bên trong, những cái đồ nhựa và đồ da của chiếc xe nó đẹp như thế nào các bác nhá. Đây, các bác nhìn xem, đồ nhựa nó còn rất mới luôn các bác nhá. Đấy, so với một con xe mà đời 2009 với thiết kế cái đồ nhựa như thế này, đẹp như thế này thì em nghĩ là rất ít có những con xe mà được như vậy các bác nhá. Vâng, mép cánh cửa đây các bác có thể nhìn thấy là mép cánh cửa nó keo chỉ vẫn còn nguyên, lòng trong sơn xi sáng bóng sạch sẽ. Đấy các bác nhìn này, gioăng cửa đẹp, gioăng khung, gioăng cánh đẹp, không bị rách các bác nhá. Chỗ này bằng chất liệu da mà anh chủ đã được lên thêm. Và da này là da loại xịn, da bò loại xịn các bác nhá. Đấy, đồ nhựa đẹp chưa này các bác này. Người ta đi giữ gìn cẩn thận thì đồ nhựa mới được đẹp như vậy đúng không ạ? Nó không bị ố và không bị xuống sắc. Dạ vâng. Và đây các bác nhìn xem cái phần khóa cửa xe nó còn trong vắt này các bác này. Đấy, khóa cửa xe còn rất sáng các bác nhá. Bu lông ốc vít, phần cánh cửa xe vẫn còn đẹp. Cột kèo đinh bấm của xe vẫn còn nguyên zin. Đấy, xe thì cam kết cho các bác là không tai nạn và không ngập nước các bác nhá. Giấy tờ pháp lý chuẩn, các bác mình yên tâm. Bên em mua con xe nào về và mua con xe này về cũng đã kiểm tra, test kỹ, test sẵn trước hết rồi các bác nhá. Các bác yên tâm việc như vậy. Đây, sàn của nó thì thảm trải sàn 5D. Đấy, nằm hai lớp luôn đây. Hai lớp luôn các bác nhá. Chỗ này có một cái cốp đồ. Đấy, cốp đồ trong đây thì có cổng, đây là USB và cổng cắm khe SIM các bác nhá. Đấy, vì đây là cái màn hình Android mà cho nên là nó sẽ như một cái điện thoại luôn. Đấy, cũng có chế độ cắm SIM và mình có thể dùng 3G
dùng wifi bình thường các bác nhá. Tất cả chức năng của những chiếc điện thoại thông minh như thế nào thì màn hình này nó sẽ có là những chức năng đó các bác nhá. Rất hay luôn. Điều hòa nóng lạnh của xe vẫn còn đầy đủ và các bác nhìn thấy những nút bấm, nút vặn của chiếc xe các bác nhìn thấy này nó vẫn còn rất đẹp và nó chưa bị bóng mòn xấu kém gì cả đúng không ạ? Và cửa gió đây. Đấy, táp đô đây các bác nhá. Đấy, xe ok luôn đấy ạ. Đấy, chỉ một số vị trí hơi bẩn chút xíu thôi, không vấn đề gì cả. Mặt đồng hồ đây các bác nhá. Đấy. Vô lăng lái rất là nhẹ luôn, số nhảy chuẩn, số nhảy ngọt ngào. Phanh tay phanh chân đều ăn cả các bác nhá. Và các bác nhìn xem phanh tay của xe cũng chưa bị mòn này. Đi nhiều thì chắc chắn sẽ bị mòn đúng không ạ? Nhưng con này của em đi không nhiều cho nên là cái phần này nó vẫn được như thế các bác nhá. Tiếp theo đây này các bác này, chỗ này có cổng điện ra 12V này, và một số chỗ để cho mình cắm hệ thống nghe nhạc. Vâng, có gương chống chói đàng hoàng đầy đủ đây. Trần của xe là trần da các bác nhá. Ghế da là ghế da loại xịn đây các bác nhá. Ghế da 5D loại xịn đây. Xe các bác mua về đi luôn, cứ thế đổ xăng chạy thôi, không cần phải làm gì, sửa gì, mất tiền đâu nữa các bác nhá. Đi luôn dùng ngay thôi. Đấy, vừa mới thay dầu xong rồi. Chiếc xe này vừa bảo dưỡng tổng thể xong rồi các bác nhá. Vừa thay dầu, bảo dưỡng gầm các thứ các kiểu rồi. Cho nên là các bác mua về, thậm chí là bảo dưỡng cũng không cần luôn. Các bác đôi khi là về mình nhiều khi em thấy là các bác mình hay đi bảo dưỡng lắm. Mỗi lần bảo dưỡng lên đến cả tầm khoảng vài triệu đúng không ạ? Nhưng con này của em thì nó đã bảo dưỡng sẵn cho mình rồi, cho nên là về mình không cần phải đã bảo dưỡng nữa các bác nhá. Thay dầu, thay mỡ rồi tất cả những cái thứ ở dưới gầm là cũng đã kiểm tra và bảo dưỡng hết rồi. Đấy, dầu mỡ các kiểu đầy đủ hết rồi các bác nhá. Cái gì kém nó thay thế rồi, cho nên yên tâm như vậy. Và đây các bác nhìn xem keo chỉ mép bên cửa này. Đấy, lòng trong sơn xi sáng bóng các bác nhìn xem này. Đấy, rất sáng bóng sạch mắt. Tắp ni tắp nô xe tươi, những cái gai sần đồ nhựa xe nổi lên còn rất là cao đây. Các bác nhìn xem, nổi lên rất là cao luôn này. Đấy, nổi lên rất cao luôn các bác nhá. Đây. Nó rất là cao luôn. Và đối với cái phần mép cánh cửa đây các bác nhìn xem sơn xi sáng bóng này, lòng trong sơn zin, gioăng cửa đẹp không rách. Tả kỹ như vậy để các bác thấy về chất lượng của những chiếc xe của bên em nó ok đến mức nào và nó đẹp đến cỡ nào các bác nhá. Đây. Tiếp theo này các bác nhìn xem phần khóa cửa xe nó sáng bóng như thế này. Đấy, nếu mà không mình không dùng kỹ đấy, không cẩn thận đấy mà đi nhiều, mà dùng nhiều kiểu nước rồi các thứ nó ngấm vào đây, nó sẽ bị ố, thậm chí là bị han gì các bác nhá. Đấy, chỗ này nó được đẹp như vậy thì tất cả những chỗ khác nó cũng sẽ là đẹp theo các bác nhá. Thì các bác nhìn xem gioăng cửa cũng vậy, ok đẹp mắt. Kể cả nóc sơn xi xe cũng sáng bóng luôn. Đấy, sơn bóng cả lóc luôn các bác nhá. Chiếc xe 5 ghế ngồi, có thể ngồi được 7-8 người, ok, không vấn đề gì các bác nhá. Đấy. Nội thất rộng rãi. Dòng này thì chắc chắn một điều rằng là chạy hơn Vios rất nhiều. Chạy sướng hơn Vios rất là nhiều rồi. Và hình thức cũng đẹp hơn rất là nhiều rồi. Và là xe nhập khẩu luôn đúng không ạ? Hiện đại hơn, chạy chắc sướng hơn. Mà đây là một mẫu xe phân khúc hạng C các bác nhá, chứ không phải là phân khúc hạng B giống như Vios đâu. Vâng, đây nào các bác mình đang có tài chính hơn 200 triệu đồng thì đây là một mẫu xe quá tuyệt vời, quá yên tâm, quá lành xe cho mình rồi. Trong này nó quá lành xe luôn các bác ạ. Các bác nếu ai đã từng biết hoặc là ai mà đã từng dùng, các bác mình có thể thấy được là dòng xe này nó như thế nào. Đấy, đường gân, đường mép, đường khe và những cái phần kính bên ngoài, đồ nhựa bên ngoài của xe nó không có hiện tượng xấu kém thì này các bác này. Đấy. Đèn đóm trước sau sáng đẹp. Số điện thoại đây nha các bác nhá, số điện thoại. Bên em có mua tất cả các dòng xe ô tô cũ và có bán cũng như là đổi tất cả các loại các bác nhá, đổi các. Chỗ này có cái đèn phanh và các bác nhìn thấy chỗ kia nó có một cái đuôi gió. Một cái cần anten. Đèn đóm sáng bóng và vẫn còn khá mới, các bác nhìn xem, vẫn còn khá mới luôn. Lốp thì dày cả bộ rồi các bác nhá. Vừa mới thay một bộ xong mà. Anh chủ vừa mới thay một bộ xong. Nguyên tồn tiền đồ chơi thôi, như là màn hình, như là phần nội thất, như là bảo dưỡng, phần lốp, trị giá những cái tiền nắp thêm và những cái phần đồ chơi của chiếc xe này lên đến cả là vài chục triệu đồng các bác nhá. Đấy, các bác mua chiếc xe này mình lợi nguyên một số những cái số tiền đấy rồi. Thế là mua thành con xe được rẻ luôn đúng không ạ? Mua xe thành giá tương đối là rẻ luôn. Đây các bác nhá. Đây. Bốn kính điện lên xuống êm nhẹ. Da còn khá mới. Vách cửa đẹp. Ốc nhái xe không han gì mục mọt gì cả các bác nhá. Cái cả như là gầm cũng vậy, không mục mọt han gì đâu. Đấy, được những con xe này thì
gọi là ok, quá hợp lý luôn trong cái tầm tiền tài chính là hơn 200 đúng không ạ. Đồ nhựa đẹp này, không bị xấu kém này, nẹp kính này, tổng thành xe ok hết các bác nhá. Những con bu lông ốc nhái, những cái phần con vít này các bác nhìn xem vẫn đen xì này. Đấy, vẫn đen xì luôn. Bốn cánh cửa xe đẹp mắt ok, không có vấn đề gì cả, không xấu, không xấu, không kém gì nhá các bác nhá. Không xấu và không kém luôn. Bốn kính điện lên xuống êm cực kỳ luôn. Gương điện chạy bình thường. Đấy. Còn đây là mở cốp và mở xăng, còn kia là mở cabo các bác nhá. Còn đây là chỉnh đèn sáng và chỉnh đèn tối. Đây, thẻ nhắc bảo dưỡng định kỳ thường xuyên đây các bác này. Vâng đây, các bác nhá. Những tapno đây, đồ nhựa xe không gãy vỡ gì, không thiếu. Vâng, có phủ tapno đây rồi. Đấy, vách cửa nữa đây. Bu lông ốc nhái các bác nhìn xem vẫn đẹp, khóa đẹp, tem nguyên. Đúng không ạ? Gioăng cửa đẹp, gioăng cánh đẹp. Đây là một cái tì tay, cũng là một cái cốp cho các bác đựng đồ các nhá. Đấy, vâng, bác nào không thích thì mình bỏ ra, nhưng mà em nghĩ để nguyên thế cho nó đẹp và mình sẽ nhàn tay hơn khi mình lái, mình sẽ tì tay vào đấy các bác nhá. Đựng được cả đồ nữa luôn cơ mà. Đúng không ạ? Tất nhiên phần khung vỏ sườn bên ngoài của xe thì ok rồi. Đấy. Nhìn thì ok rồi, nhìn thì đẹp rồi, nhìn thì chất rồi, các bác nhìn xem. Ok luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn xem này. Rất sáng bóng và sạch mắt. Với giá cả của chiếc xe này thì các bác yên tâm sẽ có một mức giá tốt và các bác có quyền trả giá đối với tất cả những cái mẫu xe của bên em. Có quyền thương lượng các bác nhá. Cứ thương lượng, cứ trả giá, được bên em bán, không được thì hai bên vui vẻ có thể hẹn nhau con khác các bác nhá. Vâng. Nhưng mà đợt này đấy ạ. Đợt này em thấy là kinh tế cũng tương đối là khó khăn cho toàn thể các bác, cho nên là bên em đợt này cũng nhập được tương đối là nhiều xe giá hợp lý. Và cũng cân đối để cho toàn thể các bác mình giá tương đối là hợp lý và làm sao hai bên đều có lợi các bác nhá. Bên em các bác biết là kênh của bên em rộng, cho nên bên em mua được xe của dân rất là nhiều, mua xe của dân trên toàn quốc luôn. Đấy, nhiều người mang đến trực tiếp bên em, nhiều người thì không đến được, em cho thợ của em đến trực tiếp kiểm tra thử. Đấy, rồi lúc đấy bàn bạc giá cả rồi xong rồi bắt đầu là xuống tiền mua về. Đấy. Bên em mua bán toàn quốc các bác nhá. Mua và bán toàn quốc luôn, các bác mình ở đâu cũng được. Vâng, ở đâu cũng được các bác nhá. Đây phần đầu, em đang quay soi kỹ cho các bác xem phần đầu xe. Dòng xe mà tầm tiền trên dưới 200 triệu số tự động bên em đang có tương đối nhiều đấy ạ. Có cả gầm cao, có cả gầm thấp. Vâng, thậm chí cả máy xăng, máy dầu đủ cả luôn các bác nhá. Bên em có hỗ trợ ship chuyển xe toàn quốc tận nơi tận nhà các bác. Các bác cứ cho địa chỉ bên em ship tận nơi cho các bác nhá. Vâng đây, gần đây các bác nhìn này. Những chiếc xe nhập các bác yên tâm về khung sườn tôn vỏ xe luôn. Yên tâm luôn các bác nhá. Vâng, bây giờ thì là phần động cơ khung máy của xe này. Các bác cùng đón xem, cùng cảm nhận nhá. Địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác đến xem kiểm tra còn đây, đây chính là phần động cơ khoang máy của chiếc xe Kia Forte nhập khẩu nguyên chiếc đây. Đây các bác nhá, máy rất gọn gàng, sạch sẽ. Đấy. Máy số chất, máy số không lỗi, máy số không vấn đề gì, các bác yên tâm nhá. Như vậy thì chiếc xe này em đã quay giới thiệu cho toàn thể các bác xem đầy đủ chi tiết. Các bác liên hệ sớm để chốt một mức giá đẹp, để được tư vấn và để được sẽ làm sao là cho các bác mình biết thông tin xe này, tất cả những mẫu xe khác nữa đang có mặt ở tại siêu thị ô tô Hải Dương. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương, các bác nhá, đối diện bên lại 225. Bác nào mà chưa đăng ký kênh YouTube bên em, đấy, chưa kết bạn Facebook, chưa nhấn theo dõi, chưa nhấn like Facebook thì hãy làm luôn nhá. Để mỗi khi em đăng một video nào lên, đăng một chiếc xe nào lên thì các bác mình sẽ nhìn thấy, các bác này mình sẽ biết, đấy, không bỏ lỡ video nào cả. Vâng. Rồi ok, em xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Các bác hãy nhớ quay trở lại và ủng hộ em trong những video tiếp các bác nhé.